Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bảo Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn vẽ minh điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. MU lên kế hoạch chiêu mộ Neymar thay CR7. Quyết tâm chiêu mộ Gian Oblak thay Dega. Sáng tỏ thương vụ MU chiêu mộ đầy dòng và có rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU lên kế hoạch chiêu mộ Neymar thay CR7. PSG đang bị UEFA cảnh cáo vì đã vi phạm luật công bằng tài chính. Không loại trừ khả năng đội bóng nước Pháp sẽ cần thanh lý bớt một vài ngôi sao nhằm để thoát án phạt này. Người có khả năng bị đem ra làm vật tế thần nhất có thể là Neymar. Truy thông tin PSG muốn bán Neymar, MU là cái tên nhanh nhất trong việc muốn sở hữu cầu thủ 30 tuổi. tờ TodoFichaZ dẫn nguồn tin thân với gia đình Neymar cho biết, MU đang có kế hoạch kéo cầu thủ người Brazil về sân Old Trafford, tổng chi phí của thương vụ vào khoảng 100 triệu euro tiền mặt sáng tỏ thương vụ MU chiêu mộ Đề rong. Theo mirrod giới thượng tầng Bắc Gia rất muốn kiếm tiền mặt từ việc bán Đề rong để giảm bớt tình hình tài chính đang gặp khó khăn của họ. Phía MU sẵn sàng trả 65 triệu bằng, một con số chắc chắn sẽ giảm bớt áp lực kinh tế xung quanh cả khổng lồ xứ Catalan. Nhưng một lần nữa, Đề rong vẫn giữ vững lập trường và chính thức lên tiếng xác nhận với truyền thông về tương lai của mình. Cụ thể, cựu sao Ajax khẳng định rõ ràng rằng anh chưa bao giờ quan tâm đến việc chuyển đến Old trong mùa hè vừa qua. Trên truyền người Hà Lan dù đã không có tiếng nói chung với Bác Sa, nhưng cuối cùng mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa. Đề Dòng lên tiếng với thuyền trưởng. Tôi luôn muốn ở lại Bắc Sa và đây là lý do tại sao tôi luôn giữ bình tĩnh trong mùa hè. Tôi không thể tiết lộ quá nhiều, nhưng hãy nhìn xem, Bác Sa có ý tưởng của riêng mình và tôi cũng có ý tưởng của riêng tôi khiến cho sự hai bên bị xung đột. Nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn ổn thỏa. Chia sẻ của De Jong chứng tỏ anh vẫn luôn muốn ở lại bắc xa thi đấu và biến Man U trở thành kẻ đơn trong suốt mùa hè vừa qua. Việc không chiêu mộ được De Jong đã khiến cho Quỷ Đỏ phải chuyển hướng sang những mục tiêu khác khả thi hơn. Sao Bayern ngỏ ý gia nhập MU. Benjamin Pavard là một trong những mục tiêu mà Ten Hag đề bạt với ban lãnh đạo MU quyết tâm chiêu mộ trong mùa hè vừa qua, nhưng giới thượng tầng Quỷ Đỏ đã không đồng ý vì vẫn tin tưởng Wan-Bissaka. Mới đây, Ten lại một lần nữa thông báo với ban lãnh đạo đội bóng sẽ quay trở lại tiếp tục chiêu mộ Pavard. Được biết mùa hè vừa rồi, hậu vệ người Pháp đã quyết định ở lại Bayern Munich vì tin tưởng kế hoạch của ban huấn luyện đội bóng Đức. Nhưng những thông tin mới nhất, mọi thứ đã xoay chuyển chóng mặt khi chính Pavard đã bày tỏ quyết định ra đi. Lý do phong độ bết bát của đội bóng trong khoảng thời gian vừa qua, hậu vệ người Pháp cho rằng kế hoạch của đội bóng và phòng thay đổi của câu lạc bộ dần trở nên bất ổn và không có sự thống nhất với nhau. Đây là lý do chính khiến Pavard thay đổi quyết định nhanh đến như vậy. Hợp đồng hiện tại của Pavard sẽ hết hạn vào năm 2024 và hiện tại hậu vệ người Pháp vẫn xem MU là sự ưu tiên nếu ra đi trong tương lai. Đây là một tín hiệu tốt cho Ten Hag khi ông rất cần một sự bổ sung chất lượng cho vị trí hậu vệ phải ở thời điểm hiện tại. Quyết tâm chiêu mộ gian Obelac thay đề gà Mới đây, tờ Géo Nút Phát của Pháp đã tiết lộ MU muốn có được sự phục vụ của gian Obelac để làm được điều đó. Họ sẵn sàng chi ra 18 triệu euro mỗi mùa để trả tiền lương cho cầu thủ này gần gấp đôi mức lương hiện tại. De Ga được đánh giá rất cao bởi khả năng phản xạ ở mùa giải trước thủ thành người Tây Ban Nha đã chơi tốt và gần như gồng gánh cả hàng thủ của MU. Do vậy vấn đề của anh là chơi chân rất tệ. De thường xuyên có những pha xử lý vụng về khi nhận bóng từ đồng đội và không ít lần đặt đội nhà vào tình thế nguy hiểm. Facundo Pellizzi, Messi thời đại mới của MU. Không phải Anthony, đây mới chính là cái tên được Ten Hag giấu rất kỹ như một nhân tố ích gây bất ngờ cho toàn bộ ngoại hạng Anh nói riêng và châu Âu nói chung. Eric Ten Hag đang từng bước xây lên những viên gạch rất vững chắc cho một thời đại hoàng kim mới của MU. Và để làm được điều đó, trong tay nhà cầm quân người Hà Lan đang có những nhân tố vô cùng bí ẩn, hứa hẹn sẽ tỏa sáng rực rỡ ở Old Trafford trong thời gian tới. Nhiều người sẽ nghĩ đó là Anthony, tân binh trò cưng mới được đem về từ Ajax nhưng trên thực tế, tiền đạo người Brazil đã không còn là một nhân tố bất ngờ với những đối thủ của quỷ đỏ nữa rồi. Tuy nhiên, trên băng ghế dự bị, ông Ten Hag vẫn có trong tay một cái tên được mệnh danh là Messi thời đại mới và đó là Fancudo Pelletri. Pelletri được đánh giá là cầu thủ có kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật vượt trội so với những cầu thủ cùng trang lứa. Cậu chàng có thể đá tốt ở biên phải cũng như ở hành lang đối diện nhờ khả năng bứt tốc và xử lý trong phạm vi hẹp. Với việc sút hai chân như một, Felici rất thích đi bóng từ bên phải vào rồi tung ra những pha dứt điểm từ kỹ thuật cho đến uy lực. Hiện tại tài năng trẻ vẫn chưa được Ten Hag cho ra sân ở trận đấu chính thức nào của MU. Tuy nhiên, cầu thủ được đất nước Uruguay mệnh danh là Messi mới này nhiều khả năng sẽ được sử dụng sau đợt hội quân đội tuyển quốc gia hiện tại. Lý do là bởi với một đội hình vô cùng chất lượng, MU mất rất nhiều trụ cột ở mọi tuyến và việc phải cậy ải ở các giải đấu cấp một đội tuyển quốc gia sẽ khiến thể lực các cầu thủ suy giảm đáng kể. Chính vì vậy, Pellicci có thể sẽ trở thành một phương án xoay tua hữu hiệu cũng như gây ra không ít bất ngờ cho những đội bóng sẽ phải đối diện với quỷ đỏ trong thời gian tới. Nên nhớ, Eric Ten Hag đã được coi như một nhà cầm quân cực kỳ mát tay với các tài năng trẻ sau những gì ông làm được tại Ajax. Dưới bàn tay nhào nặn ra những đề rông Anthony De Ligt rất có thể sẽ có thêm một ngôi sao sẽ làm mưa làm gió tại châu Âu trong tương lai là Pellicci. Thành công lớn nhất của Eric Ten Hag tại MU 5 chiến thắng, 3 thất bại đó là thành tích của Eric Ten Hag tại MU kể từ đầu mùa. Với một chiến lược ra mới, đây hoàn toàn là kết quả chấp nhận được, nhất là khi vị huấn luyện viên trưởng người Hà Lan đã giúp quỷ đỏ Thánh Man đánh bại Liverpool cùng Arsenal trên hành trình đã qua. Nhưng thành công lớn nhất đối với ông có lẽ không phải là giành 3 điểm tràn vẹn từ các màn so tài, đó là việc tạo ra sự nghiêm khắc ở phòng thay đồ, niềm tin nơi các học trò, dẹp tan mọi bất đồng có thể diễn ra trong nội bộ đội bóng đây là thứ mà MU đã không thể có được trong suốt những mùa giải vừa qua. Khi Quỷ Đỏ nhận thất bại 0-4 trước Brentford, Erik Ten Hag đã yêu cầu tất cả các cầu thủ chạy 13,8 km, quãng đường mà những học trò của ông kém hơn đối phương ở màn so tài ấy. Nhưng điều đặc biệt, chính chiến lược gia người Hà Lan cũng làm điều đó bởi ông biết mình cũng phải chịu trách nhiệm cho thất bại. Erik Ten Hag không chỉ đưa các cầu thủ MU vào khuôn khổ mà đồng thời còn tạo ra niềm tin dành cho họ nếu như ở mùa giải 2021, 2022, rất nhiều lần chúng ta thấy trên báo giới xuất hiện các thông tin về việc cầu thủ này không hài lòng với ban huấn luyện hay bản thân giữa các ngôi sao quỷ đỏ là những mối quan hệ cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, thì cho tới thời điểm hiện tại điều ấy không hề xuất hiện. Tất cả cầu thủ MU đều quyết tâm đưa đội bóng tiến về phía trước, giống như chia sẻ mà Bruno Fernandes đã phát biểu trên tờ The Atlantic khi khẳng định. Trước hết, Eric có ý tưởng của riêng mình. Ông ấy rất nghiêm khắc và có phong cách riêng, thế nên bạn phải làm theo quy tắc đã được đề ra. Tôi thích như vậy bởi MU từng không sở hữu những phẩm chất gắn kết trong quá khứ. Đó là những gì Pep Guardiola và Jurgen Klopp đã làm trong nhiều năm và sự ổn định trong nội bộ cũng như cách họ tham gia thị trường chuyển nhượng hay xây dựng đội hình đều dẫn đến thành công trên sân cỏ. Tôi có nghe Eric nói trong buổi họp báo rằng ông ấy muốn trọng dụng cầu thủ phù hợp thay vì những người chỉ sống vì lợi ích cá nhân và đây là thứ MU đang cần. Toàn đội vẫn phải cải thiện theo thời gian, nhưng tôi tin chúng tôi đã đạt được mục tiêu như một tập thể vững mạnh đó là minh chứng dùng nhất cho thấy vị chiến lược gia người hà lan đã thực sự tạo ra niềm tin cho các học trò và thêm một thành công nữa ông đã làm được tại câu lạc bộ đó là việc sẵn sàng gạt bỏ bất cứ ai có phong độ thấp để họ phải quyết tâm cải thiện tạo ra sự cạnh tranh giữa mọi vị trí lúc do harry mcquire đã đóng đinh vai trò của mình ở mu nhiều năm qua nhưng ngay cả khi đó là có là thủ quân thì anh ta cũng vẫn có thể phải ngồi dự bị Ronaldo trên suốt hàng đầu tại đội bóng, bất chấp mọi tin đồn liên quan tới tương lai, Erik ten Hag vẫn tự tin điền tên anh vào danh sách các cầu thủ dự bị. Sự quyết đoán đó của chiến lược gia năm 2 tuổi là điều tạo nên tôn chỉ ở đội bóng, không một ai có quyền quyết định hơn chính ông. Đây cũng là thứ mà sợ Alex từng thể hiện khi ông còn đương nhiệm và đây là bí thuật giúp MU luôn có được nhiều thành công. Giờ đây, Erik ten Hag trên ghế nóng, quỷ đỏ cũng đang mang tới hy vọng về một sự trở lại đầy vinh quang như trong quá khứ thành công tạm thời mà đội bóng Thành Man có được đến từ sự nghiêm khắc, kỷ luật của chiến lược gia này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!